đâu mọi người nha. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ làm một cái ngôi nhà trên cây nha các bạn. Đó thì mình ngày nay là giông bão quá rồi các bạn ơi. Đó nói chung là ở trong nhà chán quá rồi. Bây giờ thì mình sẽ chuyển ra cây mình ở nha các bạn. Thì ở đây thì mình đã làm một cái sàn các bạn này. Đó, làm một cái sàn trên cây bơ nha các bạn. À các bạn nhớ năm trước không? Năm trước mình gọi làm một cái nhà trên cây, trên cái mít các bạn. Thì sau khi mình đóng đinh các bạn, mình đóng đinh lên những cái cây này các bạn này, mình cố định những cây này vào trong cái cây mít á, thì một năm sau cây mít nó chết queo các bạn ơi. Thì ngày hôm nay thì mình cũng đóng đinh vào cái bơ các bạn nhá, hy vọng cái bơ này nó sẽ không chết nha. Tại vì ở cái bơ này thì mình sẽ hạn chế đóng đinh. Ở đây thì mình đóng có 3 bụng cây thôi, nó hy vọng nó sẽ không chết các bạn nhá. Đó. Thì ở đây này, cái sàn này thì mình làm khá là cố định nha các bạn. Ở đây thì mình sử dụng những cái thanh giường này, những cái thanh gỗ như này. Ở những thanh gỗ này thì mình sử dụng cái thanh giường các bạn, thanh giường của mẹ mình các bạn. Thì mình đem ra đây mình làm nha. Đó, rất là chắc chắn luôn. Ở đây ở những cái phần này này thì mình đóng đinh các bạn. Đó, những cái phần này thì mình đóng đinh này. Đó, các bạn, còn bên này này, bên này thì do chỗ đây nó không có cành cây nên là mình phải gia cố một cái thanh tre lên đây. Đó, nó rất là chắc chắn. Nè, rất là chắc chắn nha các bạn. Đó, còn cái mặt sàn này, mặt sàn này thì mình sẽ lấy cái những cái song giường các bạn, những cái song giường mình sẽ lót lên đây nha. Sau đó thì mình sẽ làm cái lều. Đó, các bạn thấy cái lều của mình á thì mình sẽ phủ cái lều lên đây. Đó, chứ mình sẽ không làm cái nha các bạn nha, mình sẽ không làm cái mái bằng những cái vật dụng cụ khác. Tại vì các bạn biết sao, bây giờ mà đi chặt những cái thanh đó mà giống như đi chặt tre mà đang cái mái rất là lâu, với lại là trời mưa này này thì mình nghĩ là sẽ không đảm bảo nha, nước sẽ luôn vào á. Thì mình sẽ sử dụng cái lều có sẵn nha các bạn, cho nó nhanh, với lại là vừa nhanh mà lại vừa có thể là chống được nắng, chống được mưa nha các bạn nha. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành lắp ráp thành một cái ngôi nhà trên cây hoàn thiện nha. Vậy là mình đã lắp xong cái sàn các bạn nha. Thì mình leo lên đây các bạn, mình cảm nhận là rất là chắc chắn luôn các bạn ơi. Đó, rất là chắc chắn luôn nha. Tại vì ở đây mình đã kê một cái cây này, đó là cái trụ này. Trụ này khá là chắc nha các bạn. Đó, mình có thể nhúng các bạn xem nè. Đó. Không sợ bị gãy nha các bạn nha. Đó. À, nói chung thì mình là 44 kg các bạn, mình 44 kg thì mình lên đây thì mình khậy khá là ok. Đó, một mình ở trên này thì khá là ok các bạn. Nhưng không biết nghe nhiều người lên đây thì như nào nha. Bảo với Đạt lên đây thì như nào ta. Đó, mình nghĩ chắc cũng là được các bạn. Đấy, chịu lực cũng rất là tốt ấy. Rồi, bước tiếp theo thì mình sẽ sử dụng nha các bạn. Mình sử dụng cái lều này này của mình này. Và mình sẽ làm cái mái nha. Đó, trời sắp mưa rồi bạn ơi, mình phải tranh thủ nha. Nếu mà trời mưa thì mình cũng ở trong đây luôn các bạn nha. Đó. Để thử thách xem nữa là cảm giác là ngoài trời mưa ở trong cái tinh cây sẽ như thế nào. Đây đây đây, tao bung ra các bạn này. Đó. Oh, oh, oh. Và đây các bạn nha, đây là căn nhà trên cây của mình các bạn nha. Đó, thì ngày hôm nay mình sẽ ở trên đây, mình sẽ không vào nhà các bạn nha. Thì hôm nay mình sẽ thử thách mình ở trên cây luôn. Đó, tại vì hiện tại là đang bão các bạn, đang bão thì mình sẽ thử cái cảm giác là trời mưa trời bão mà ở trên cây thì sẽ như thế nào các bạn nha. Đó, các bạn nhìn thấy không? Ở phía dưới này các bạn nè, là mình lựa chọn cái cây á, là có rất là nhiều cái nhánh cây như này để đỡ cái nhà của mình nha các bạn. Rất là chắc chắn luôn các bạn. Đó, không sợ bị sập nha. Đây mình sẽ đi quanh một vòng nha các bạn. Đó, rất là chắc chắn luôn nha các bạn. Ở đây cái phần này mình đóng đinh này. Họ mình đóng đinh vào đây này các bạn này, cho nó giữ nha, rất là chắc chắn nha. Rồi, còn đây. Còn đây là cái cầu thang các bạn nhá. cái ghế inox thì mình sử dụng làm cái cầu thang các bạn. Còn đây nè, đây là cái phần mà cái trụ mà mình chêm thêm này. Đó, mình chêm thêm vào để cho nó giữ các bạn, tại vì cái phần này thì không có cái cây để nó đỡ thì mình phải chêm một cái cây như này. Đó, rất là chắc chắn nha các bạn. Thì cái cây này thì nó không to lớn lắm các bạn, nên là mình sẽ không sợ nguy hiểm. Thì vỏ các bạn, vỏ rất là lớn luôn. Nếu mà các bạn mà ở đến cái cây mà ở dưới những cái cây rất là to thì mình sẽ nghĩ là nguy hiểm nha các bạn. Tại vì cây nó có thể ngã đó, thì rất là nguy hiểm. Còn cái cây này của mình các bạn này, đó là một cái cây bơ bình thường thôi, nó không sợ nguy hiểm các bạn nha. Vậy là nó cũng cách mặt đất cũng không là cao lắm, nên là mình có thể là khi có chuyện gì thì mình có thể nhảy xuống được. Đó, thì ở đây này các bạn, ở đây mình chuẩn bị thêm một cái ghế đó, để mình làm cầu thang đi lên nha các bạn nha. Tại vì cái này mình không làm cầu thang, mình phải sử dụng cái ghế này để mình leo lên nha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ vào bên trong khám phá nha các bạn nha. Đây, mình sẽ đưa các bạn vào bên trong cái căn nhà của mình nha. Đây, mình đang trèo lên các bạn. Đó, mình đã vào được trong nhà nha các bạn nha.
Ơ Bảo. À, hello cô. Ủa em vô nhà anh khi nào vậy Bảo? Em trộn anh câu em vô mà. Ờ vậy hả, trộn vô khi nào anh không biết luôn Bảo ơi. Hả các bạn nè, Bảo là chú trong cái căn nhà trên cây của mình lúc nào mình không biết luôn bạn. À có phải là lúc này anh đi lại cái ghế xong rồi em vào đây đúng không? Đúng rồi cô. À, em trèo lên hả? Đúng rồi. Đó các bạn, thì nói chung thì mình làm xong cái nhà này các bạn này thì Bảo có ghé thăm luôn. Đó. Bảo sáng như không đấy nè. Bảo sáng nay đâu các bạn, đây là uống sữa này. Đó, uống sữa Cool đúng không? Đúng rồi, đây là file của Cool các bạn nha. Đâu, em nhìn thấy cái nhà trên cây của anh thấy chắc chắn không? Chắc chắn luôn. Ờ, mà mát mẹ rồi đúng không? Đúng rồi. Ê Bảo bây giờ em thử nằm xuống đi, em thử nằm xuống xem thử có rộng rãi không cho các bạn xem nào. Ok, xong rồi. Đó, đây các bạn này. Em nằm thẳng đi, em nằm thẳng luôn. Nằm thẳng vẻ thôi. Ờ đó đúng rồi. Đó, rộng rãi đúng không? Rộng đúng không? Em da cả hai tay luôn rồi cô. À đó này các bạn này, nói chung là Bảo nằm khá là thoải mái nha. Cái đây là Bảo nằm theo cái chiều ngang các bạn, con nằm theo chiều dọc á thì mình nằm khá là ok luôn nha. Đó, rộng rãi lắm. Sướng thiệt đó cô. Bảo bữa sau mình thử thách hai đứa giờ đến này không? Ok cô. Ờ bữa sau mình thử thách hai đứa giờ ha. Đó thì clip ngày hôm nay thì mình sẽ làm cái ngôi nhà trên cây trước thôi, còn cái phần thử thách hai đứa giờ thì mình sẽ dành clip sau nha các bạn nha. Đó rồi clip sau thì Bảo không biết là ba mẹ có cho thử thách 24 giờ trên này không chứ. Chắc được cô. Chắc được đúng không? Để xin ba mẹ đi ha. Ok cô. Nếu mà cái lúc sau mà Bảo mà xin ba mẹ được và thử thách 24 giờ trên cây này được thì sẽ thử thách với mình nha bạn nha. Nếu không thì mình sẽ thử thách 24 giờ trên cây này một mình thôi. Đó. Thì ngày hôm nay thì mình làm cái clip này thôi các bạn nha. Có lẽ mình sẽ tạm thời dừng clip này tại đây. Đó. Để thử cái cảm giác các bạn. Đó, Bảo hôm nay mình trời bão đúng không? Đúng rồi, thì không? Chiều nó chắc chắn sẽ còn mưa. Anh em mình sẽ vào đây thử cái cảm giác ở trên cây một lúc trời mưa bão như nào ha. Ok, okay đúng không? À nha. À thì mình sẽ kết thúc clip tại luôn các bạn nha. Nếu mà các bạn mà yêu quý mình á với thích ngôi nhà trên cây này của mình nè, đó thì hãy để lại cho mình một like các bạn. Và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Còn bây giờ mình với Bảo xin chào nha. Bye bye. Bye bye.